chó con mông cọc có thể bắt ngay, hai con cọc và còn hai con dài đuôi. Trong ba con dài đuôi thì con dài đuôi cái là có chủ bắt rồi, dài đuôi cái thì đã có chủ bắt. Đây là còn hai con dài đuôi này là đực, và hai con cọc, một đực một cái. Một con cọc đỏ này, cọc đỏ này là con đực. Nào, nhắc bế từng con này, để quay quay mặt. Đây. Đây con cọc đỏ. Nào. Đây con cứ nô nhau. Bọn này thì nó rất là hiếu động, thông minh đấy. Con chủ. Con đỏ đầu tiên nhá là con đực. Đây. Con này thì nó có một cái nó có cái huyền đè đơn ở chân nhưng không cắt đi. Ai về thích cắt thì có thể là tiểu phẫu cắt đi. Đây, nào mặt. Nghịch như con giặc. Rồi cho nó đứng ngang xuống để nhìn thấy ngang người của nó. Cho đứng xuống, đỡ ngực cho đứng xuống. Rồi. Đấy, đây là cái khung người của nó này. Đây là con nâu đỏ được bố mẹ vàng đẻ ra con nâu đỏ. Ok, rồi xong tiếp. Quay ba con cọc trước. Con cọc đực đây. Đấy, bằng nhà bằng nhắn xuống chạy lăng xăng. Cọc đực này thì là cọc tịt. Tai thì hơi bênh rồi. Sao mặt này lại yếu xìu thế kia? Bế lên là mặt yếu xìu thế à? Thả xuống nô như giặc, nó cuốn người. Bế lên thì nó lán khoảng, nhìn trông như con hết hơi ý. Bế lên thì ngay tư. Nào cho bọn này thì chân tay của nó là cái dáng chân tay của nó rất là tốt. Rồi nhìn cái mặt đấy. Đây nhìn nét mặt đây này. Đây. Mặt tráng chiếc này kia là đẹp đấy. Đó. Cho đứng xuống đi. Con này thì thuần màu vàng. Đấy, khung cảnh tuyệt vời luôn. Khung người thì quả thực nghĩ vuông trần trạng, cọc tịt, đực, móng chân đen. À. Sắc tố móng chân đen, mắt thì là tuyệt vời. Đó. Con này đây là con đực cọc tịt. Rồi con đánh con cái đi. Tiếp là con cái cọc tịt. Con này thì nó lên tai xong luôn rồi. Nó quài hơn cho nên là con này nó quài hơn cho nên là nó lên tai sớm, nó lên tai ok luôn. Đó. Con của sẹo và mõm đen. Ôi. Chân tay rất là tốt. Tai thì lên luôn rồi. Cho đứng đi. Nào. Đây. Nhìn cái bàn chân của nó nha, nó rất là thon. Bàn chân nó thon. Bàn chân tuyệt đẹp của con cọc luôn. Khung người. Đây, đây là khung người con cái. Người nó cũng vuông. Đỡ người. Đỡ ngực như là con đực lúc nãy để nhìn cái khung người. Đừng bóp bụng. Mà hơi đỡ người thôi, hơi gãi gãi cổ. Đỡ người gãi gãi cổ. Ông tướng này. Rồi. Con cái nha. Cái cọc tịt lên tai rồi. Ok xong, xong con cái xong, bế hai con dài cục nhau. Hai con đuôi dài này là hai con đều là hai con đực. Đó. Ê, một con nhạt hơn, một con vàng hơn. Con nhạt hơn thì lông ngắn hơn, con vàng hơn thì lông dài hơn. Vàng hơn này khả năng là về sau sẽ thành cọc xù đây này, vì tai của nó có lông xù. À, nhìn bộ tai của nó là sau này lớn lên là nhìn chó là đẹp đấy. Và nhìn cái bộ chân của nó nha, nó di chuyển một loạt cái bộ chân này, tất cả những con chó con này.
Một số người thì cứ bảo là con chó về nuôi ở dưới xuôi là cái bộ chân nó không còn giữ được như là cái bộ chân của con chó trên bản đấy, thì đây nó là một cái, đây nó là một cái thực tế nhá. Cái bộ chân nó là thuộc về cái bộ xương, nó là thuộc cái di truyền, nó là bộ xương. Cái chân con bố con mẹ như thế nào đây, di truyền sang chân con này, nhìn cái bàn chân của nó này, chân trước chân sau đó, chứ không phải là bố mẹ thì chân thon mà về xuôi thì chân quả quýt. Cái đấy là nó yêu, hoặc là một trong hai con bố con mẹ là con nó chân quả quýt, nó di truyền nó trội đó. Con chó là cả đàn của nó và tất cả các đàn hầu như chân nó đều như thế. Thỉnh thoảng có con cái nắm chân nó to hơn nhưng mà nó cũng không quá to, còn bình thường nó đều chân theo kiểu chân thon như này, chân chuẩn con cọp luôn. Kể cả là như là cái con nâu đỏ kia nhá, đây này, con nâu đỏ này, cái bàn chân của nó này đó, nó cũng là bàn chân thon đó đó, bàn chân của nó bàn chân thon đều, tất cả chúng nó đều là con bố mẹ của nó đều là những cái con cầu bản. Hai con hai hai thằng đực này thì một thằng tai gần lên rồi, đây này, thằng này tai gần lên rồi này, tai bênh này gần như lên rồi. Thằng bên cạnh thì chắc có lẽ là tai sẽ lâu lên hơn, hoặc là tai cụp thì không biết. Vì là cái thằng bên cạnh này là cái tai của nó có nhiều lông, nó thuộc vào cái diện gọi là diện con sù rồi, con chó sù. Bố mẹ là mông cọc, nhưng mà chó con thì đẻ ra là nó là dáng cái của con sù. Rồi ok, thả ra hai con ra chơi đi. Đốm lưỡi. À kiểm tra lưỡi của mấy con xem nào. Ui giời, đánh nhau. Kiểm tra lưỡi từng con, từ con nâu trước. Quay ra đây, mở miệng ra. Ê, thằng nâu này có một cái đốm nhạt. Đâu ra, mở ra. Đừng ép quá. Rồi ok xong. Thằng nâu có đốm nhạt. Xong thì phải xoa đầu nó cái, lần sau nó còn cho sờ. Ok, thằng nâu này nó cũng là cục tịt đấy. Rồi rồi rồi. Rồi đến con cái đấy, nhào vào ra chỗ chủ để đuổi chủ bế. Ra đây, ra đây, ra đây, ra đấy, quay con đấy đi. Ok, lưỡi có đốm rồi, nửa nữa ấy, còn nửa không, nhiều ăn thua gì. Thằng đực này cũng đốm này, đốm nhiều. Ok, thằng đực còn lại hai con cọc tịt thì nó đều đốm nhưng nó không đốm hết. Thằng còn lại này cũng có đốm. Ok, thằng dài đuôi xù cũng có đốm. Thằng đực dài đuôi xù có đốm. Và thằng đực dài đuôi không xù cũng có đốm.